Đây chính là con ruồi bá đạo nhất từ trước đến nay, nó đang điên cuồng luyện tập nâng cao giới hạn bản thân. Kéo tạ bằng lò xo bóng đèn, dùng băng cassette làm máy chạy bộ. Không những thế còn được trang bị bộ giáp chống nước xịt côn trùng. Chẳng bao lâu nó đã biến thành con ruồi lực sĩ, có thể nâng được giỏ hàng nặng gấp 20 lần cơ thể. Rốt cuộc là vì sao mà nó lại luyện tập gian khổ như vậy? Tất cả xuất phát từ lòng hận thù. Cách đây vài ngày con ruồi vẫn là một chàng trai tên Messi, anh yêu thầm một cô gái xinh đẹp cô Tết. Hàng đêm luôn ngắm nhìn cô làm việc một cách say mê, nếu có mất điện thì Messi sẽ dùng đèn pin, giấy bạc và anten parabol để chiếu sáng cho người đẹp điêu khắc. Cứ thế Messi theo đuổi cô Tết dòng dã suốt 2 năm, bất kỳ nơi nào cô đặt chân đến anh chàng si tình này cũng không bỏ lỡ. Mặc dù vậy nhưng cô Tết lại chưa từng đưa mắt nhìn anh lấy một cái, Messi không hề nản chí vẫn kiên trì bám đuổi thậm chí còn cảm thấy rất hưởng thụ khi bị cô Tết bơ đẹp mình. Cô Tích trong một lần đi xin tài trợ cho trẻ em nghèo đã lọt vào mắt của Jack một tên yêu dâu xanh. Hắn vừa nhìn thấy cô Tích đã bị nàng làm cho mê mẩn, ngay lập tức ký xét 15 triệu ruby chỉ với mục đích tiếp cận cô. Sau đó, hắn cùng cô Tích đi phát sách cho đám trẻ, rồi lấy cớ công việc mời cô đi ăn nhà hàng. Nhưng Messi cũng xuất hiện ở đây, vì thế mà mọi ánh mắt của cô Tích đều dồn về phía anh ấy. Điều này đã làm cho Jack tức sôi máu, vì hắn chưa bao giờ phải chịu thất bại khi chinh phục một cô gái nào. Hắn định nhét cho cô ăn, nhưng hắn lại ngạc nhiên khi cô tách bơ hắn một cách hồn nhiên, khiến hắn nóng hết hai hòn bi, chả nhẽ có thằng nào đẹp trai hơn mình sao. Nhìn Messi và cô tách vui vẻ đi chơi với nhau mà tức đỏ cả mắt, hắn thề rằng sẽ chém Messi bằng được. Tối hôm đó, hai người đã có buổi hẹn hò đầu tiên đầy lãng mạn, lúc về phòng cô tách phát hiện ra món quà mà Messi tặng cho mình. Cô vui vẻ mở cửa sổ khoe với Messi dưới lầu, nhưng ngay lúc này một chiếc xe phóng qua bắt anh đi mất. Thì ra chính Jack đã cho người mang Messi đi tra tấn vì đã cướp mất gái của mình, hắn tàn nhẫn đạp lên cổ anh cho đến khi tắt thở. Lúc cô Tích nhắn tin đến nói rằng cô yêu anh thì đã quá muộn, Messi chẳng còn có thể nghe được những lời đó nữa. Sau đó, tên Jack tạo hiện trường giả để cô Tích nghĩ rằng Messi ngỏm do tai nạn giao thông. Nhưng cô không hề biết tình yêu của anh quá lớn cộng với sự ra đi oan uổng nên linh hồn đã hóa vào một tổ trứng côn trùng và trở thành một chú ruồi con. Messi chui từ trong vỏ trứng ra, ngơ ngác nhìn xung quanh mất 5 giây cũng chưa biết mình là ai. Cuộc đời chào đón bằng một bãi đái của thằng mất dạy nào đó khiến nó chạy thục mạng. Cứ thế con ruồi cắm đầu lao về phía trước tránh dòng nước cuốn cuộn như sóng trào lao và đến vùng đất xa lạ khác. Nó bay lên cao và rồi bay dưới chân một con người. Đột nhiên một bàn chân to lớn dẫm lên người may mà nó né kịp vào một khe đế giày mới thoát nạn. Vừa bay lên thì một cô bé giơ tay đập bẹp một cái làm nó rơi xuống dính chặt chân vào quả bóng tennis. Ngay sau đó một cậu bé cầm nó lên lấy hết sức mà ném, cứ như thế con ruồi bị ném văng ra xa đập mình vào thành đá rơi xuống một quả táo cắn dở. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một con chim từ đâu bay tới mổ tới tấp khiến nó cuống cuồng tháo chạy. May mắn chui vào được một cái lỗ nhỏ mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nó mon men đến một cốc nước định làm vài ngụm cho đỡ khát, ai ngờ lại rơi tõm vào trong đó biến thành gia vị cho món trà ruồi mát lạnh. Phen này thì toang thật rồi vì đang có cái miệng lớn ập tới, may sao nhờ có tiếng điện thoại kêu nên mới giữ lại được cái mạng. Nhưng ruồi ta vẫn ở trong bình nước trà và chiếc thìa lại rơi xuống dưới và được khuấy đều tạo ra dòng xoáy khiến ruồi ta nhớ lại về một thứ gì đó. Con ruồi nhìn thẳng vào người đàn ông phía trước mặt, lúc này nó mới ý thức được mình là Messi, còn tên kia chính là kẻ thù đã hại mình. Với tất cả lòng căm hận con ruồi cố hết sức thoát ra khỏi cốc nước, lên gần lên cốt. Vỗ cánh lao vào mặt kẻ thù nhưng với sức lực của một con ruồi thì chẳng thể làm gì được, anh cố gắng lao lên một lần nữa kết quả bị một cái hất tay đánh bay đi. Lúc này Messi nhìn thấy tên cô Tích được khắc trên chiếc nhẫn, anh đã ý thức được bay về tìm gặp người mình yêu. Nhưng dưới cơ thể của một con ruồi quá nhỏ bé làm sao cô Tích có thể nhận ra, dù đã bay rất gần để cô Tích nhận ra mình. Nhưng là một con ruồi thì cô làm sao có thể biết được anh là Messi. Messi đã bay đến chiếc gương và dùng cử chỉ để nói mình là Messi. Nhưng cô Tích chỉ cho anh một cú tát ngu người. Đã thế thằng khốn nạn đó lại tới chỗ làm của cô Tích, hắn tỏ vẻ tử tế động viên cô hãy mau quên Messi đi để sống cuộc đời mới. Kỳ thực là chỉ đang lợi dụng để sàm sỡ cô Tích mà thôi. Nhìn chứng tay gai mắt mà không làm gì được, Messi nghĩ ra một tuyệt chiêu bay đến tạo ra những tiếng vo ve bên tai khiến hắn vô cùng khó chịu. Đù má con ruồi, mày làm gì tao vậy? Giác biến thái chỉ có thể dùng tay bịt tai lại. Sau đó sử dụng thế múa của anh bảnh để đuổi con ruồi đi. Và thế là Messi bị dính vào mạng nhện, nhưng cuối cùng cô Tích vẫn bị lừa. Cô nói rằng sẽ cố quên Messi, nghe đến đây anh thấy tuyệt vọng tột cùng. Anh cố vùng vẫy thoát khỏi mạng nhện để đuổi theo tên Giác kia đến phòng tắm. Lúc này hắn ngồi trong một cái thùng gỗ xông hơi được khóa chặt chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài.
Chờ nhân viên đi khỏi, Messi bắt đầu hành động, anh bay đến đậu lên mũi quấy phá. Anh nhảy nhót trước mắt hắn, sau đó bay đến đậu vào mặt hắn. Vì chỉ có đầu là cử động được, nên hắn chỉ có thể lắc lắc cái đầu. Sau đó còn bò vào tai nhảy múa trong đó. Chỉ nghe tiếng ơ ơ thôi, tôi đã thấy nó thốn lắm rồi. Jack không chịu được liên tục lắc đầu dãy dụa khiến cho bánh xe của thùng xông hơi trượt ra ngoài, theo đà lao về phía có ba mũi đinh nhọn. Chiếc thùng tắm đột nhiên đổi hướng quay ngược lại, cái đầu của tên yêu dâu xanh may mắn lọt giữa hai thanh nhọn nên thoát ngỏm. Jack vẫn chưa từ bỏ ý định chinh phục cô Tech, cố tình sắp xếp cho cô Tech đi cùng mình để hòng chiếm lấy người đẹp. Nhưng Messi làm sao có thể để hắn thực hiện được âm mưu này. Buổi tối Messi theo hắn về nhà riêng, liên tục bay lượn phía trên làm cho Jack không thể nào ngủ được. Jack điên cuồng dùng gối cua xung quanh. Dù có chùm chăn kín mặt thì vẫn bị Messi chui vào bên trong quấy phá. Thật sự không gì thốn bằng đi ngủ mà bị ruồi bâu các ông ạ. Cứ thế tên yêu dâu xanh bị một con ruồi con quấy cho cả đêm. Cuối cùng hắn lấy luôn cái chăn quấn kín người trông như xác ướp và yên vị ngủ tới sáng. Nhưng cũng chính vì thế mà đã trễ giờ đi đón cô Tech ra sân bay, tên yêu dâu xanh vội vã lên xe phóng đi cho kịp giờ nhưng đáng đời là đường lại tắc. Có điều Messi đậu trên xe cũng bị hắn phát hiện dùng một làn khói thổi anh bắn ra khỏi xe. Hắn lao vút đi để lại Messi nhỏ bé giữ thế giới rộng lớn, thôi thế là thằng Sở Khanh chạy mất rồi, cứ thế này thì cô Tech sẽ bị sơi tái mất. Đúng lúc này đoàn xe cảnh sát đi tới, Messi lợi dụng bám vào đầu xe cảnh sát đang chạy cùng hướng. Sau đó nhắm đúng thời điểm bay sang chiếc ô tô mục tiêu của mình, luồn theo đường quạt gió điều hòa nó đã chui thành công vào buồng lái. Ngang nhiên đậu trên vô lăng sau đó lắc mông vài cái và lao thẳng vào mắt tên Jack. Ngay lập tức chiếc xe bị bẻ lái băng qua giải phân cách. Santo hai vòng bay sang làn đường bên kia tiếp đất theo góc 90 độ và lao thẳng vào một xe tải đang chở đầy cám rồi dừng lại. Jack may mắn không ngỏm nhưng hoảng hồn sau khi thấy con ruồi dùng chân vẽ lên cửa kính dòng chữ "Tao sẽ đụ mày". Kết quả là Jack mặt mũi tan nát, chấn thương cổ phải nằm điều trị tại nhà. Ám ảnh về con ruồi khiến hắn giờ luôn phải cầm theo bình xịt côn trùng, miệng thì lẩy nhảy chẳng khác gì bị tâm thần phân liệt. Lúc này, cô Tech tới thăm hắn giờ cho lợi dụng cầm tay, Messi không chịu được bay tới lại bị chính người yêu xịt cho một phát khiến đầu óc quay cuồng. Messi lảo đảo bay lên thì cô tiếp tục bồi thêm cho phát nữa, khiến anh rơi ra khỏi ban công nằm co thắt trên bụi hoa. Trời đất lúc này đảo lộn quay cuồng, chẳng lẽ anh lại bỏ cái mạng nhỏ bé này tại đây sao? Rất may vừa lúc cô Tech đi qua gạt phải khóa van khiến nước phun trào khắp vườn hoa, gô rửa hết khí độc trên người cứu Messi thoát ngỏm. Bước qua được ngưỡng cửa sinh tử, Messi quyết định bay về phòng cô Tech tìm cách nói ra toàn bộ sự thật. Đúng lúc này cô Tech cũng đang nhớ về anh rồi bật khóc. Messi nhanh trí dùng chính những giọt nước mắt của cô rơi trên mặt bàn viết thành dòng chữ, anh là Messi, anh đã hồi sinh. Cô Tech không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt, cô đưa tay ra cho Messi đậu lên và xác nhận lại một lần nữa, tận mắt thấy chú ruồi liên tục gật đầu cô mới chấp nhận sự thật này. Messi sử dụng cách nói chuyện của người câm với cô Tech. Anh kể rõ quá trình hắn thủ tiêu anh và quá trình anh biến thành con ruồi. Cô Tech lúc bấy giờ thì nhận ra mọi chuyện trước kia và Jack làm cho mình, hóa ra hắn chỉ muốn tiếp cận cô. Sau khi biết chuyện Messi vì mình mà đã bị Jack sát hại, cô quyết định cùng anh báo thù rửa hận. Cô Tech dùng tài năng của mình chế tạo ra một mặt nạ chống độc trang bị cho Messi, nhờ đó mà bình xịt côn trùng không làm gì được. Để trả thù, Messi điên cuồng luyện tập ngày đêm, nâng tạ bằng que tăm, tập cơ tay bằng cách kéo dây tóc bóng đèn. Dùng băng cassette làm máy chạy bộ, Messi còn bê cả điếu thuốc đến mép chân của Jack khiến nó bốc cháy, tí nữa thì biến thành chó thui. Ngay cả lúc hắn đang cạo râu cũng bị Messi lao vào chọc ngoáy, xem chút nữa thôi là chiếc dao cạo đã sơi tái cái cổ rồi. Jack bây giờ đã nghiêm túc nhận định mình đang bị một con ruồi báo thù. Hắn dùng những viên mồi rử ruồi chờ Messi cắn câu, nhưng anh lại cõng những viên thuốc đó thả vào cốc bia khiến hắn uống phải và lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đến đồ ăn bây giờ cũng bắt đàn em thử trước rồi mới dám động vào. Cuộc sống của Jack đảo loạn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ và cảnh giác trước sự tấn công của một con ruồi. Cô Tech còn chế tạo cho Messi một bộ móng sắc nhọn, sức sát thương có thể ngang với một con người. Qua nhiều lần xém ngỏm, Jack đã sợ thật rồi, hắn trả giá cao để thuê người về bảo vệ kín căn phòng. Bất kỳ ai bước vào cũng phải quét qua X quang hình ảnh, camera 360 đảo như giang lạc không bỏ sót một góc nào. Messi không thể vào được nhà của hắn ta, đành về nói với cô Tech. Cô đích thân sang nhà hắn và xoáy được một con ốc ở cửa sổ tạo thành lỗ nhỏ vừa với thân hình của Messi. Cứ thế Messi dễ dàng bay vào dùng bộ móng sắc nhọn cào nát da thịt Jack. Jack sờ tay vào người thấy ngay một vết máu. Vội vàng tiễn cô Tech về rồi truy tìm Messi, nhưng lúc này anh đã bay ra khỏi nhà hắn trở về với cô Tech rồi. Hôm nay Jack phải đi đàm phán một vụ làm ăn rất lớn, chưa bao giờ thấy một dàn vệ sĩ đi theo lại cầm toàn vượt mũi. Còn ông chủ thì đội mũ bảo hiểm đeo găng tay như thế này. Nhưng hắn không ngờ Messi cũng đã bay đến đây, anh đậu ngay sau đầu của một đối tác và kết quả là anh đầu chọc bị ăn một phát trời giáng từ Jack. Ngay sau đó là một pha chỉnh lại răng hàm không thể thốn hơn. Cuối cùng là đòn chí mạng, hắn ta úp nguyên cả chậu cây lên đầu ngay chủ tịch khiến ông giận tím người không nói nên lời.
Tất cả mọi người nhốn nháo ra ngoài xử lý hậu quả mà Jack vừa gây ra, chỉ có hắn vẫn điên cuồng tìm con ruồi trong phòng họp. Phải nói là cú tắt hết sảy con bà Bảy, đi toi 2.000 tỷ bonus thêm vài thanh tra thuế sẽ tới kiểm tra. Jack vội vã trở về mở két sắt tẩu tán tiền mặt, nhưng lại bị Messi quấy phá nên đã nhập sai password nhiều lần. Lúc lấy máy khò ra phá cửa, Messi tiếp tục tấn công trực diện vào mặt, kết quả là hắn để toàn bộ tiền trong két cháy trụi thành tro. Quả này thì nghèo ba đời rồi ông nội ơi. Sau tất cả, Jack tìm đến một vị đại sư thần bí, ông ta cho biết con ruồi đó chính là Messi hồi sinh. Muốn tiêu diệt nó thì phải bày ra trận pháp. Đại sư ngồi giữa nhà đốt một đống lửa to và thực hiện các nghi lễ cung tế. Một ma trận hiện lên, ông ta sử dụng năng lực tà ác tích tụ vào cánh tay lửa. Sau đó ông ta truyền năng lượng tà ác đó đến hai con chim ngoài cửa sổ, khiến chúng thay đổi. Ngay lập tức đôi mắt chúng chuyển thành màu đỏ và bắt đầu truy đuổi Messi. Nhưng chúng không biết đây là con ruồi có trí tuệ của một con người, nên chỉ sau một lúc dẫn dụ đồ đạc trong nhà đã bị đổ vỡ tan hoang. Một con đâm đầu vào ổ điện làm cháy hệ thống tự động của căn nhà, Messi nhanh trí đã bay ra trước khi toàn bộ cửa kính đóng sập lại. Căn phòng giờ ngập khói và lửa, Jack điên cuồng dùng các chai rượu phá cửa nhưng không ăn thua vì đây là kính chắn đạn. Trong lúc hoảng loạn, Jack đã đẩy vị đại sư ngã cắm người vào mảnh chai vỡ khiến ông ta bỏ mạng, còn hắn cũng bị ngạt khí ngã lăn ra sàn nhà. Vào thời khắc, sinh tử người anh trai kịp thời xuất hiện, đập vỡ cửa kính cứu hắn ta thoát ngỏm. Jack sợ hãi ngồi trên salon luôn miệng làm nhảm về con ruồi. Bất ngờ có một cơn gió thổi qua đầu khiến hắn phát hiện ra một chiếc đinh vít bị mất. Sau khi xem camera thì đã biết người làm điều này chính là Kotech. Vì toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư đã bị cháy rụi, Jack đã tự tay chém anh trai mình để hủy bỏ hợp đồng và lấy được khoản tiền bồi thường bảo hiểm 700 triệu. Sau đó, tới bắt Kotech, kề dao vào cổ uy hiếp ép Messi xuất hiện để bảo vệ người yêu anh đành bay đến dưới chân tên cầm thú. Hắn cười đắc ý định một nhát dẫm bẹp Messi. Chỉ chờ có vậy, Messi nhấc ngược cây kim cắm thẳng vào chân khiến hắn kêu lên trong đau đớn. Jack cây cú rút súng bắn về phía Messi, kết quả không trúng mà còn khiến cả căn phòng mất điện. Sau đó, tên yêu dâu xanh dùng một cái kính đặc biệt nhìn xuyên thấu, rồi điên cuồng nổ súng khiến căn phòng bị phá tan tành. Chờ lúc hắn hết đạn, Messi bắt đầu phản công, lấy hết sức ném một viên bi sắt vào ổ điện khiến dòng điện chập mạch phát nổ. Chiếc đèn chùm rơi xuống vỡ tan, những mảnh thủy tinh theo đó cắm khắp mặt và cổ Jack. Messi tiếp tục nhấc cây kim lao thẳng về phía Jack nhưng lại bị chiếc nam châm trên tay hắn dính chặt không thoát ra được. Hắn nhổ mảnh kính trên mặt chém đứt một cánh, sau đó đưa cây kim ép Kotech tự tay hại Messi. Kotech chỉ biết khóc lóc cầu xin trong tuyệt vọng, nhưng tên khốn nạn vẫn không chịu buông tha đâm Messi một phát chí mạng. Kotech đau đớn hất văng Jack đi cố gắng rút cây kim ra khỏi người Messi. Ngay lúc này Messi nhìn thấy khẩu súng trưng bày từ phía xa, anh gắng hết sức bò lên tay Kotech để bàn kế hoạch cuối cùng, sau đó tẩm thuốc diêm quanh người chờ thời cơ sẽ hành động. Ngay lập tức Kotech hiểu ý cố tình chọc tức Jack, khiến hắn không giữ được bình tĩnh quẹt một que diêm để tiêu diệt Messi. Chỉ chờ có thế anh lao thân mình qua biến thành chú ruồi lửa, gắng hết sức phi thẳng về phía họng súng. Một viên đạn bắn ra xuyên thẳng qua người Jack phá vỡ bình oxy phía sau. Mọi người hoảng sợ bỏ chạy, chỉ có Jack là chìm trong biển lửa. Đây chính là kết thúc cho một kẻ tán tận lương tâm. Cảnh cuối phim, Kotech đem chiếc cánh còn lại của Messi làm thành vòng cổ đeo bên mình, đang đi trên đường thì có kẻ trêu gạo. Cô sợ hãi đưa tay lên nắm chiếc vòng thì đột nhiên tên kia bị ngã văng ra đường. Tiếp đó là một chú ruồi bên cây kim nhọn đâm thẳng vào mắt hắn khiến tên này sợ đái ra quần bò chạy. Messi đã trở lại rồi đây. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem, nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người.